danh của ghe. Thường ở đây là mấy giờ là chợ sớm tụ nhất chị? Nói chung là 2 giờ rưỡi này chị đi ra đây là người ta dọn sớm rồi, sớm tụ rồi, khoảng 2 giờ. Khoan chứ đưa cho tụi qua. Là đưa đưa. Hai ly cà phê nữa chứ. Thêm hai ly cà phê. Đây có cà phê đá. Cô đá đậu uống gì chưa? Đủ mà sao vậy? Thường ở đây là mấy giờ là chợ sớm tụ nhất chị? Nói chung là 2 giờ rưỡi này chị đi ra đây là người ta dọn sớm rồi, sớm tụ rồi, khoảng 2 giờ. Đi ra 2 giờ rưỡi, sớm tụ, cũng là danh của ghe. Ê, thật chậm. Làm diễn viên rồi, nghỉ rồi, nghỉ bán rồi. Bán cái ống lên diễn viên. Ê, bữa nay mày gọi về hả vậy? Bữa nay gọi về hả vậy?
quay. Quay cái ngon lành đó chú. Quay cũng chụp luôn đó chú. Cái quay. Một nghe. Cầm hai trái lên đưa cho chị. Rồi. Cái nữa chị ơi, cái nữa đừng nhìn em nha. Rồi. Là, nhìn đây, đừng nhìn đây. Làm thêm cặp nữa chị. Rồi mấy bay cười cười giùm em cái nha. Đưa đưa ra chị. Mấy bay cười này mấy ba anh chị cho. Mấy bay, mấy bay. Rồi, à. Rồi, ok xong phải không? Dạ rồi, gì mở vô với ông nữa kìa. Rồi hút luôn rồi. Không biết chào gì hết. Cảnh gì nó heo quay nãy đó. Không có bẹo nữa cho người ta. Lên là vô được rồi phải không? Mình đúng hình rồi. Lên đỏ cái cây cũng đỏ này hả? Là thịt heo. Ghé mua luôn không? Heo còn cá. Chị ơi, tôm. Chị khó chạy làm em cá. Con nhìn con đây con cứ gọi nữa nè. Tôm. Giờ mình đỡ xuồng tiếp ta, nhìn những xuồng vô cầm vô. Chị chỉ lại sư, chỉ vậy đi sư. Chị để xuống là vậy, bỏ vậy. Rồi sư. Con lấy cái này nha. Ê, chưa được rồi. Bà diễn hơn mình đó trời. Diễn hơn nữa. Ba chị ơi. Mình cô bán thịt heo. Chúng ta vừa xem đó là